lễ hội AstroWorld ở Houston, Texas của Travis Scott, một rapper nổi tiếng vào tối ngày 5 tháng 11 đã trở thành thảm kịch khi có 8 người tử vong và 300 người bị thương. Điều đáng chú ý chính là trong khi đám đông hoảng loạn vì thương vong, thậm chí có người chạy lên phía sau cánh gà hét lớn rằng đằng kia có người chết, làm ơn hãy dừng lại. Nhưng nam rapper vẫn tiếp tục biểu diễn và kêu gọi sự nổi loạn hơn nữa. Điều gì khiến Travis Scott không dừng lại mà vẫn bất chấp biểu diễn đến hết mới thôi? Travis Scott, biểu diễn hay hiến tế? Trước khi nói đến lý do vì sao Travis Scott không thể dừng lại màn trình diễn, chúng ta hãy nhìn lại một nhân vật nổi tiếng mà thông qua câu chuyện của ông, mỗi người sẽ tự có câu trả lời cho riêng mình. Đó chính là Robert Alan Zimmerman. Ông được thế giới biết đến với nghệ danh là Bob Dylan, một nam ca sĩ kiêm tác giả, nhà sáng tác nhạc vô cùng nổi tiếng tại Hoa Kỳ, đặc biệt có tầm ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa âm nhạc trên toàn thế giới trong suốt 50 năm qua. Cách đây hơn 10 năm, trong một buổi phỏng vấn với nhà báo Ed Bradley trong chương trình truyền hình CBS News Sống 10 Phút, Bob Dylan đã có một vài tiết lộ khiến người nghe không khỏi giật mình và suy nghĩ. Trong cuộc phỏng vấn, Bradley đã hỏi rằng sự nghiệp của ông đã kéo dài hơn 50 năm nay và rất thành công. Vì sao đến tận bây giờ ông vẫn phải tiếp tục lưu diễn? Bob Dylan đã bắt đầu kể về sự thật. Về điều này, nói thế nào nhỉ? Chỉ có thể quay ngược về số phận. Cách đây rất lâu, tôi đã có một giao dịch với ông ấy và những gì tôi đang làm hiện nay chính là đang thực hiện lời hứa của mình. Bradley thắc mắc rằng đó là giao dịch gì và giao dịch với ai? Bob Dylan trả lời, để đạt được vị trí và mọi thứ như hiện tại, tôi đã giao dịch với tổng chỉ huy, tổng tư lệnh, một người tối cao. Ông ta không ở trên trái đất này mà ở một thế giới mà chúng ta không nhìn thấy. Những chia sẻ này của Bob Dylan đã dấy lên một làn sóng nghi ngờ. Rốt cuộc ông ta đã giao dịch với ai? Nếu nói rằng người tối cao mà ông ta giao dịch là ma quỷ thì có người phản đối. Vì Bob Dylan không có nói như thế. Ông ta chỉ nói rằng người ấy ở một thế giới mà chúng ta không nhìn thấy. Theo cách hiểu của con người thì những sinh mệnh mà con người không nhìn thấy có thể quy về hai khái niệm. Đó chính là thần Phật và ma quỷ. Vậy có phải Bob Dylan đã giao dịch với thần chăng? Câu trả lời là không. Bởi trong tôn giáo, bất kể là phương Đông hay phương Tây đều giảng rằng thần Phật chỉ ban phước và bảo vệ người lương thiện. Còn đối với những ai truy cầu vật chất và danh lợi thì không hề được thần để mắt đến. Nhưng ma quỷ thì khác. Trong các video trước đây, Tinh Hoa TV đã nói rất nhiều về các thương vụ bí ẩn để đổi lấy danh vọng và tiền bạc. Ngoài xã hội cũng nhắc đến rất nhiều những câu chuyện như thế. Giao dịch một khi đã thực hiện thì con người trên trái đất phải làm những gì mà ma quỷ sai khiến. Có muốn dừng cũng không được bởi linh hồn của họ đã bị nắm giữ. Sinh năm 1941, lúc phỏng vấn với Bradley, ông đã trên 60 tuổi. Nếu không có tiết lộ về bản giao dịch với người tối cao vô hình, thì người ta có lẽ sẽ nghĩ rằng ông lưu diễn vì quá đam mê. Nhưng rõ ràng đó là bắt buộc ông ta đang làm theo lệnh. Nói đến đây, chắc hẳn mọi người đã có câu trả lời vì sao Travis Scott không thể dừng lại, mặc dù biết có người chết bên dưới. Ngoài câu chuyện của Bob Dylan, nếu nhìn vào sân khấu của Travis Scott, mọi người sẽ thấy được rất nhiều chi tiết liên quan đến ma quỷ. Thứ nhất, mái vòng sân khấu nơi anh ta biểu diễn, nó không khác gì một cái hang đi vào địa ngục. Cánh cổng bên ngoài lễ hội AstroWorld cũng mang biểu tượng của cánh cổng địa ngục Mouth of Hell. Thứ hai, chiếc áo anh ta mặc có biểu thị những hình nhân, sau khi đi qua một cánh cổng liền biến thành màu đỏ và một sừng quỷ dữ. Suốt buổi trình diễn là những ánh đèn u tối quái dị, trong một khoảnh khắc 8 ngọn lửa hừng hực trên sân khấu và bên dưới có 8 người thiệt mạng.
hiện Travis Scott đang bị kiện showbiz kịch chết người ở Astroworld. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi tin rằng những người tôn thờ, thậm chí bán linh hồn để làm tay sai cho quỷ sẽ phải hối hận trong tương lai.